Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Vũ. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe và một năm thật là phát tài. Thì từ trước giờ đến Tết giờ mình đây là video đầu tiên của năm. Thì quá rất là bận với nhiều nên hôm nay mình làm một video. Thì những khách hàng vừa một năm vừa qua đã sở hữu cái cây Serima Pro 8 và những cái dòng mà bô mới nhất của Vũ á, trong việc trước Tết á, là L1 Pro 8, 16 và 32 và những sản phẩm khác. Thì hôm nay Vũ xin chia sẻ cũng như là dành thời gian để hướng dẫn mọi người biết cách xài cái sản phẩm này từ A đến Z hết, từ mọi thứ tất cả. Thì khi mà mọi người dùng sẽ tránh ra những trường hợp mà mọi người bấm nhầm hay là những lúc mà thao tác sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm này, và cũng như là biết cách dùng hơn cho cái sản phẩm này. Thì đầu tiên á, thì mình sẽ hướng dẫn về cái thao tác là về cái vật lý trước là cắm ra cắm vào, cũng như là những cái nút mà cơ bản ở ngoài cái những cái phím control ở thể hiện ra phía sau chiếc logo này. Sau đó Vũ sẽ chia sẻ đến mọi người cách sử dụng trên app như thế nào và cách kết nối trên app và chỉnh trên app như thế nào. Ok. Thì mời bạn quay lại gần đây ha. Thì đầu tiên thì Vũ xin được thao tác lại từ đầu. Thì hiện tại Vũ đang kết nối với lại Micro Echo ha mọi người ha. Đây ha. Mình đang xài với Micro Sound Mix ha. Để kết nối chung đây là một cái Micro giải pháp cho mọi người hôm Tết, giờ mọi người có thể di chuyển đi chơi bãi biển bạc ti đồ có thể hát được mà nhanh gọn nhất. Đó cũng là một giải pháp hay cho mọi người. Thì đầu tiên á, thì cái sản phẩm này nó vật lý cơ của nó, cái nút control nó, bạn có thể quay lại gần với mình, thì ở phía trên nó sẽ thể hiện là ba dãy nút và hai dãy này là gọi là hai dãy input đầu vào, còn hai dãy này là dãy thứ hai. Nói chung là like, thì cái volume này nó sẽ đại diện cho toàn bộ cái hệ thống bên đây, và cái volume này sẽ đại diện cho toàn bộ hệ thống ở phía bên đây. Thì khi mà mọi người cắm á, khi mà mọi người tăng volume á, thì mọi người lưu ý giúp Vũ ở đây, bô rất hay ở điểm là hiểu cho những bạn đi làm like hoặc là rút dây nhanh, thì nó có nút mute ở đây nè, mọi người nhấn nút mute. Như ví dụ Vũ đi nha, Vũ bắt nhỏ nè, khi mà Vũ để nhỏ thế này mà Vũ mà rút ra lo sẽ nổ nè, đó lo nó sẽ nổ ha. Đó thì để là do Vũ tắt mute nè. Đây thì lỗi rồi, lớn quá nó làm bụp ạ. Đó thì khi mà cắm như thế này á, đang lo đang hoạt động á, hoặc đang hát volume đang để cao, mọi người bứt ra như thế này thì nó sẽ bụp, thì đôi khi nó sẽ gây rè loa nó rất là lớn. Thì để mà khéo nhất, chúng ta không cần phải giảm cái volume lại, nếu mà chúng ta giảm thì cũng được, chúng ta rút ra. Còn nếu chúng ta không giảm volume á, thì cái thao tác nhanh nhất chính là mọi người nhấn nút mute cho sáng đèn lên. Thì đó, các bạn có thể rút dây ra vào mà không hề có một thao tác này. Các bạn thấy nó chớp đèn không? Đó, mọi người thấy chớp đèn không? Như vậy là nó nổ liền nè, đèn chớp nè. Đó, bình thường nếu mà volume nó lớn lên mà không bấm lúc này nó sẽ nổ lo nè. Đó, đó một cái sự lưu ý mọi người sử dụng lo để bảo vệ cái thiết bị của mình. Rồi khi mà mọi người cắm xong rồi á, mọi người chỉ cần tắt nút mute thôi là mọi người có thể alo hát được bình thường rồi. Đó, mọi người có thể alo hát được bình thường ha. Thì like 1 và like 2 cái nào cũng như vậy. Và chia sẻ mọi người có thể tự cân chỉnh được cái bass shape ở cái line cho từng line. Thì đối với bô á, bạn quay gần hơn mình xíu. Đối với bô á thì mọi người bấm cái nút nhấn vô cái control, các bạn chỉ cần nhấn vô thì nó sẽ chuyển qua chế độ shape, và chúng ta nhấn vào nữa thì nó sẽ hiện chế độ bass, và nhấn vào nữa là chế độ reverb. Đây là cái phím rất là hay mà Vũ thích nhất trong cái series này. Mà mọi người cũng lưu ý đối với volume thì chúng ta trở về như thế này là không, chúng ta về hướng 7 giờ tức là không có sáng đèn, tức là nó đang trở về không. Còn riêng đặc biệt đối với shape và bass thì mọi người nhớ nha, cái đèn nằm ở giữa góc 12 giờ, hướng 12 giờ á, là nó ở chế độ mặc định normal, thì mọi người có thể tăng hoặc giảm nha mọi người ha, chứ không phải là các bạn tăng giống như kia, bên nhiều khách tăng lên thế này nè, rất là gây nguy hiểm về lo nha. Vũ chia sẻ đó, một số khách thì có thể là tăng như thế này nữa nè. Mọi người không nên như vậy, mọi người chỉ tăng giảm những cái điều gì, những cái âm nào mà mọi người muốn xài, mà mọi người quen á, thiếu á thì mọi người xài, mọi người đừng có tăng lên như vậy. Đó, đó là về cái, còn riêng với volume và reverb, đây là reverb. Reverb thì nó giống như volume rồi mọi người. Đây Vũ lăn gì cho mọi người dễ nhìn này ha. Đó, cái mức đèn này nè, cái mức đèn này là nó có hai nấc nha mọi người, chứ không phải là nó sáng đâu. Thứ nhất là cái hai một mức đèn như thế này á, là nó sẽ có hai bậc, là bậc mờ nè, đó mờ nè mọi người, mờ nè, sáng nè, sáng hẳn luôn nè, mờ nè. Nói chung là một nấc như này là có hai nấc á nha mọi người, nó được chia ra tỷ lệ rồi, rất là hay. Ok, đó đó là về phần mà chỉnh volume rồi. Ok, về mặt tiền bạn giữ thẳng lên giúp mình. Ok rồi,
Riêng với nhạc cũng vậy, khách hàng dùng á, ở đây cũng có chép và có bát, mọi người để nọc man, mọi người thấy thiếu cái gì thì mọi người bổ sung lên tí xíu, hoặc là dư cái gì mọi người giảm trừ đi tí xíu. Chứ bữa phụ có thấy anh khách ở gọi về hỗ trợ like thì hỏi sao thì ảnh có những cái gì nè, chép lên như rồi bát lên múc luôn vậy luôn nè. Đó thì nó rất là gây hại cho loa nha. Rồi ok, bộ chia sẻ đồ nọc man, mọi người thiếu dư gì mọi người trừ tùy theo lỗ tai của mình nghe đó. Rồi ok, còn một điều nữa là nốt phần dưới. Rồi mình để đứng lên cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi ở phần này thì đối với phần này á thì nó ở cái chế độ á, đây là tính năng Storm Max. Thì thật ra nếu mọi người xài những thiết bị ngoại vi ở bên ngoài á thì mọi người nên sử dụng off giúp Vũ nha. Còn nếu mà khách hàng mà sử dụng Mic Pro mà sử dụng bằng ngõ cổng Canon á thì mọi người nhấn nút để chuyển chế độ mic đó, còn không cho mọi người chọn chế độ off giúp Vũ nha. Instrument cũng được, instrument thì mọi người chơi nhạc cụ như guitar đồ á thì ok đó. Còn mọi người xài những thiết bị ngoại vi mà không có những cái reset mà cái combo này hỗ trợ á thì mọi người nên chọn chế độ off là an toàn nhất và cũng là như là chính xác nhất đó. Ngoài ra thì đối với cái combo này một cái hay nữa là có hỗ trợ luôn cả micro phantom, là những cái micro condenser mà xài vào điện 32V á đó. Thì mọi người có thể sử xin lỗi người xài 42V là những cái nguồn phantom thì mọi người cắm vào thì nó sẽ hỗ trợ luôn mà không cần phải đi qua nguồn. Cái con này sẽ cấp nguồn cho những cái mic mà những cái bạn mà hay có những cái mic pro mà cầm để như nó phòng thu á thì nó phải cần nguồn điện, thì nhưng mà cắm vô cái con loa này con này sẽ biết cấp điện cho cái micro luôn. Đó là tính năng phantom nhưng mà bình thường mọi người không nên xài, thì mà bật lên thì nó sẽ sáng đèn thì mọi người nên tắt cái này đi nha. Rồi ok, thì ở bên đây cũng y như vậy. Cái nguồn này nè các bạn, cái nguồn rắc cắm này các bạn có thể cắm vào 6 ly được và cắm bằng Canon được nha. Đó, 6 ly hoặc Canon được đó, mọi người lưu ý điểm này giúp Vũ. Rồi chúng ta nhìn về phía dưới á, các bạn sẽ thấy á, đó là một cái ngõ layout. Thì cái layout này mọi người có thể kết nối bằng dây Canon, mọi người có thể link được với lo thứ hai, lo thứ ba, hoặc là link ra thiết bị ngoại vi như là link ra thêm một cái sub nữa đó là ok. Còn riêng đối với cái ngõ này là ngõ đặc biệt dành cho những khách hàng nào sử dụng sự đồng bộ của Bow, thì nó sẽ hỗ trợ bao gồm là tín hiệu âm thanh, bao gồm nguồn cho cái Mr. Thomas đó, Thomas T4S á và T8S đó, T4S thôi nha mọi người, T8S nó sử dụng nguồn riêng đó, là dành cho T8S để di chuyển. Thì cái này thật ra những anh chị mà xài vòng trà á, thì sử dụng mixer mà chuyên nghiệp hát á đó, thì mọi người giờ có thể sử dụng cái con này rất là tiện, hay nữa. Ok, thì nó cơ bản, ngoài ra cơ bản nó chỉ như vậy thôi. Còn đối với một cái nữa chính là system EQ, đây là cái system EQ tổng của cái con này. Thì mọi người lưu ý giúp Vũ là khi mọi người dùng karaoke á, mọi người nên để chơi đến chế độ off giúp Vũ nha. Đó, còn đối với anh chị mà chơi live ở ngoài á thì mọi người có thể chọn chế độ. Thật ra nếu mà mọi người để ý khi mà mọi người mà mở nhạc hay alo tiếng mic cũng vậy, thật ra EQ này EQ tổng cho toàn bộ hệ thống lo, EQ tổng cho toàn bộ hệ thống lo từ lo full cho đến lo sub, hãng đã setup sẵn cái EQ rồi, nó cắt những dẫn giải riêng của nó. Thì live thì mọi người sẽ chọn live, còn music á khi mà mọi người chỉ nghe nhạc không á thì mọi người có thể chuyển qua chế độ music. Còn speak này á thì nó sẽ cắt lô đi, để nói chung nó giống là live array, nói chung là giống như chúng ta những cái như nhà thờ nè, những phòng họp mà bị phản xạ âm quá nhiều thì họ sẽ cắt bớt cái bass đi để tránh bị dội âm, để cho nghe tiếng nó sẽ gọn gàng hơn. Đó, speak thì nó dành cho phòng họp hoặc là đàm thoại. Còn music live là để trình diễn hát nè. Còn music, còn nhưng mà đối với mọi người mà hát karaoke á, thì hoặc là chúng ta không biết á, thì tốt nhất là chúng ta để chế độ off. Mọi người nếu có thời gian mọi người cứ thử dùng đi, nếu mà mọi người đang xài cái này mà đang ở chế độ khác thì Vũ khuyến khích đưa về off lại giúp Vũ nha. Tại vì mọi người chỉ cần nếu mà muốn chắc chắn tại sao khác biệt á thì mọi người cứ thử từng cái, mọi người alo một cái, mọi người sẽ thấy cái mic mình sẽ được biến đổi khác biệt một trời một vực luôn. Thì mọi người sẽ cảm nhận cái sự khác biệt tại sao là chọn những cái chế độ này. Thì nhiều khách hàng nhiều khi vô tình bấm những cái chế độ đồ này nè, nên khi mà hát á cái mic nó nhỏ hơn. Đó là những trường hợp. Ok. Ngoài ra con này nó có luôn cỏ ngõ AUX 3.5, mọi người hơi cắm trực tiếp vào và cái ngõ đầu input là 6 ly luôn. Nói chung rất là nhiều tính năng, còn Bluetooth nữa. Ok. Rồi một cái cơ bản Vũ xin chia sẻ thêm một cái tính năng mỗi con này có mà bình thường là các bạn sẽ không thấy. Đó là vừa qua thì khi mà dịp Tết khách hàng á xài quá nhiều thì có trường hợp là khách hàng á sử dụng cái con volume như thế này. Mọi người đưa lên rất là cao. Đó,
đưa lên rất là cao như thế này, thì Vũ sẽ chia sẻ và nói là nó rất là nhỏ như thế nào đó. Thì Vũ sẽ chia sẻ như thế nào, là khi một bài nhạc ở trên YouTube á, cái nguồn nhạc, cái bài phát, cái file của bài hát á, nó có định dạng. Ví dụ mọi người xài định dạng 128 kg nó khác, mà mọi người xài định dạng mà 320 kg nó khác, và định dạng lossless nó khác. À, thì có những bài hát chất lượng á, mọi người chỉ cần mở 10 giờ thôi, tức là cái file gốc nó ra rất là chất lượng, mọi người chỉ cần mở 10 giờ thôi, âm thanh nó rất là lớn, cực kỳ lớn luôn. Nên mọi người lưu ý cái điểm này với Phủ nha, âm thanh nó cực kỳ lớn luôn, thậm chí là đôi khi 12 giờ là nó đã báo limited rồi. Đối với những bài hát như là nghe nhạc trên Spotify nè, hay nghe nhạc bằng những file lossless nè, những cái chất lượng âm thanh ra gốc. Còn khi mọi người trên YouTube á, thì có những bài mọi người bật maximum luôn, nó cũng không báo limited, vì âm lượng nó không đủ, tức là độ nén của cái file nhạc đó nó không đủ ra. Nên nó sẽ xảy ra cái tình trạng là mọi người bấm tại sao lúc mà nghe bài này lớn, bài này nhỏ, thì trên YouTube cái chuyện đó rất bình thường. Thì mọi người cũng biết, thì mọi người hát á, mọi người có thể tự cân đối được cái volume này, tăng giảm, dù bài nó lớn thì chúng ta giảm xuống, bài nó nhỏ tăng lên. Đó, chứ không phải là cái bài nào nó cũng là khách nói là mở new này nó không lớn, đôi khi là do file bài hát nữa. Mọi người thêm một cái đó, là mọi người lưu ý với Phụ á, là con loa này có tính năng do nhà hàng sản xuất ra cái bo mạch, đó là bảo mạch, mạch bảo vệ. Thì khi mà giữa loa và micro mà hai cái phát song song với nhau á, thì nó sẽ xảy ra trường hợp đó là quá ngưỡng công suất. Thì khi mà quá ngưỡng công suất vậy, để việc mà sản phẩm nó còn trọn vẹn và nó không bị hư á, thì hãng nó ra chế độ là hãm limited lại, thì nó sẽ cắt giảm một trong một là mid, hai là nhạc, hãm xuống, sau đó nó sẽ nhả lên lại. Ví dụ như là cái nhạc đang lớn quá, các bạn lấy mic các bạn la lớn lên nữa thì vượt ngưỡng với cái loa, thì chắc chắn là hãng sẽ giảm nhỏ cái nhạc và bạn lại, hoặc là cho không cho cái mic bạn đi vào luôn đó, để bảo vệ là không bị bo mạch bị đứt và củ loa của bạn không bị hư. Đó là cách của hãng nó bảo vệ vậy. Nên mọi người nên khi mà mọi người sử dụng á, mọi người nên cân đối với nhạc nha. Nhạc trên YouTube và những cái file nhạc chúng ta mở, có những bài Vũ mở những file chất lượng 10 giờ là nó quá lớn luôn, max volume trên điện thoại luôn, trên đây 10 giờ là nó đã báo đỏ luôn rồi, nhưng mà có những bài bở mát volume luôn nó cũng không bao giờ nó báo đỏ luôn đó. Mọi người lưu ý điều đó nha. Ok, như vậy là về phần cơ bản về cách dùng cũng như là cách xài, thì Vũ cũng đã chia sẻ cho mọi người cách sử dụng từ A đến Z cái con này rồi. Mọi người hiểu hơn về cái con này thì mọi người sẽ có một cái cách sử dụng tại nhà hợp lý hơn, và sản phẩm bền hơn, và âm thanh nó sẽ hài hòa, nó hay hơn đó. Còn đối với những khách hàng mà mua để tại nhà, đặt tại nhà mà sử dụng qua mixer, thì mọi người cũng xem cho vui để biết, thì về sau lỡ mình có di động á, mình sẽ sử dụng thì mình sẽ biết xài. Còn khách hàng của Vũ mà đã được setup tại nhà và qua bằng mixer, đã được cắm dây cố định đó, thì mọi người không cần phải lo mấy khoản này, kỹ thuật bên mình đã cân đối sẵn hết rồi đó. Ok, đây là Vũ đang hướng dẫn một cách mọi người xách đi di chuyển với cái mic của E1 làm sao mà hiểu nó chơi như nào và iPad như nào. Đôi khi mọi người không để ý á, mọi người nếu mà để ý về cái vấn đề âm lượng nhạc mà lớn nhỏ, đôi khi cái điện thoại của mọi người có một cái điện thoại phát âm thanh rất là hay và điện thoại âm thanh dở nữa, đó là khả năng Bluetooth nữa đó. Các bạn sử dụng điện thoại mà của những cái hãng tầm thường á, mọi người phát ra cái Bluetooth âm thanh dở lắm, nhưng mà mọi người thử lấy cái Samsung như là dòng Galaxy S hay là những cái dòng mà iPhone á, nghe âm thanh rất đã, thì đó là cái sự chất lượng nó khác biệt mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, mà thường kỹ thuật chúng ta nghe hoặc những khách hàng mà thường nghe sẽ cảm nhận ra được điều đó. Ok, rồi, như vậy là phần ngoài Vũ đã chia sẻ từ A đến Z hết cho mọi người rồi. Thì còn một phần nữa đó chính là mà Vũ chưa chia sẻ, đó chính là cái phần hướng dẫn mọi người cách kết nối với cái app này. Thì mọi người không cần phải chạy đến cái loa mà cân chỉnh, mà mọi người có thể ở xa khoảng cách 20m và điều khiển cái loa này tại từ xa. Ví dụ như chúng ta đặt cái loa này ở kia là khoảng 10m, và chúng ta ngồi ngay tại cái bàn chúng ta chơi với mọi người, thì thay vì chúng ta mỗi lần có bài nó lớn quá, bài nó nhỏ quá thì làm sao, thì cái điện thoại đang hát mà ông lại chạy lên tận chỉnh, thì chúng ta sẽ kết nối app để chúng ta control, tức là điều khiển từ xa, tăng giảm nhỏ nhạc hay là tăng giảm mic hay tăng bass shape của mic. Thì mọi người có thể truy cập vào CH Play hoặc là App Store để tải ứng dụng tên là BOL1 Mic đây ha. Vũ đã tải sẵn rồi, bây giờ Vũ xin được bấm kết nối. Ok, thì mọi người nhìn đây giúp Vũ dựng đứng lên để cho mọi người dễ nhìn nha. Ok, rồi, thì đèn màu trắng như thế này á là tức là mọi người đã kết nối Bluetooth để nghe nhạc thôi ha. Để làm sao mà kết nối được cái này thì mọi người sẽ mở app lên, thì nó sẽ thấy là bạn vui lòng kết nối, mình bấm connect. Rồi, giữ nguyên giúp mình, giữ nguyên. Ánh sáng đèn chói quá. Rồi, ok. Thì họ kêu mình là bạn vui lòng giữ lại cái nút Bluetooth thêm một lần nữa,
tức là nó sẽ hiện ánh sáng xanh. Đây, mọi người đang kích nó màu trắng, đang đứng đèn nha. Mọi người nhấn giữ thêm một cái nữa để cho nó hiện đèn xanh. Đó, rồi quay gần lại giúp mình, quay lại gần lại giúp mình. Đó, đèn xanh dương nha mọi người ha. Thì trên đây nó sẽ hiện một cái yêu cầu, một cái lệnh yêu cầu ghép đôi Bluetooth control. Nó sẽ tên là LE, mình bấm chữ ghép đôi. Ok, xin lỗi mọi người nha, connect lại. Vũ connect lại nha, mọi người chờ xíu. Đó, ok. Sau khi connect á, thành công á, thì nó sẽ hiện ra cái control như thế này. Để Vũ đứng cái này lên cho mọi người. Thì đây là cái mà Vũ nói là line 1, line 2 và line 3. Thì line này là line nhạc, còn đây là line 2 của như là micro chúng ta. Ví dụ như Vũ đã cắm micro rồi, thì ở đây mọi người có thể thấy nè, đây là volume nè trên đây á. Và một cái kinh nghiệm Vũ xin chia sẻ với mọi người, khi mà sử tất cả các ứng dụng, các control ở trên mặt cảm ứng mà có những cái nút volume mà như thế này á, Vũ chia sẻ những cái kinh nghiệm cho mình, cho mọi người á, là không nên đi xoay vòng như thế này. Khuyến khích mọi người không nên đi xoay vòng nha, không nên xoay vòng. Nó sẽ đầy trường hợp đôi khi mọi người trượt tay hoặc là có dướng cái mồ hôi tay á, nó chạy một phát một là nó lên lúc cây luôn, là nó bể lo các bạn luôn. Mọi người thấy không? Thấy không? Nè, nó sẽ bể lo các bạn luôn. Đó, và nó rất là khó control, rất là khó điều khiển. Mà app này rất là mượt nha mọi người. Rồi mà không phải là do app nó bị đơ hay là này nọ. Đây là kinh nghiệm mà sử dụng những cái control như thế này trên cảm ứng. Thì mọi người chỉ chạm vào một cái hướng này thôi, và mọi người đi giúp Vũ là đi hướng thẳng, cứ thẳng lên giúp Vũ luôn. Nè mọi người thấy không? Thẳng lên giúp Vũ luôn nha. Một hướng thôi, tức là chúng ta chỉ cần lên xuống thôi. Nè, lên xuống như thế này thôi. Đó, mọi người nhìn nè, đó. Đó, nó rất là mượt đúng không mọi người? Thấy chưa? Đó, ok, mọi người cách xài nó cũng phải có kinh nghiệm cái cách xài nữa. Đây các bạn, cái video này, cái cách xài này các bạn sẽ lưu ý và chúng ta sẽ áp dụng trên tất cả những cái thiết bị âm thanh khác hoặc là những cái app mà control có những cái vòng tròn như thế này. Thì đây là những cái kinh nghiệm của bạn sẽ không bị hư loa này nọ. Ok, Vũ đã chỉ cho mọi người ha. Rồi, ok, cũng như ở trên kia shape, đây là volume. Khánh quay lên giúp mình nha. Ok, đây là volume và đây là shape. Riêng đó kia các bạn phải bấm để cho nó chạy. Thì còn ở đây các bạn chỉ cần chọn shape nó. Cái đèn hiển thị màu trắng ở chỗ nào là chỉnh shape 12 giờ các bạn. Bây giờ mình muốn tăng lên xíu nè. Đó, bạn thấy không? Khi mà bạn tăng lên, các bạn bấm vô nó là cái màn hình nó sẽ bị tối xuống. Rất là hay, nó giúp mọi người rất là dễ nhìn vào ban đêm luôn. Đó, ok, để 12 giờ đi ha, để mặc định. Rồi mọi người muốn chỉnh bass thì mọi người bấm vô nó sẽ sáng trắng ở chỗ nào là chúng ta đang ở vị trí đó. Bấm revert cũng vậy luôn, nó rất là hay. Đó, ok. Đó, còn đặc biệt nữa là chế độ là mood revert nó nè. Đó, rồi ha, rồi ok. Ở dưới đây mọi người xem giúp Phủ dưới đây là cái phần mood nữa nè. Mọi người sáng lên là trắng này. Khi mà nó sáng trắng như thế này tức là nó đã tắt nha mọi người. Còn để mà sử dụng được thì mọi người bấm thả ra là control được. Ok, chỉ có vậy thôi. Còn ở đây là chế độ đại diện. Đây, Khánh ngồi đây giúp mình. Rồi, Khánh quay bằng ngang giúp mình. Rồi, ok. Mọi người này nhìn đại diện nè, Vũ điều khiển cái con này nó sáng. Vì Vũ tạm thời điều khiển cái cần volume đây, mọi người sẽ thấy nó chạy theo. Nó rất là mượt mà, rất là nhạy. Tiền nào thì của đó đúng không mọi người? Chạy nghiệm một cái app, mọi người thấy đèn không? Thấy đèn mọi người đẩy đèn bên đây nha, Vũ đẩy trên đây đây. Đó, 36 triệu một cây. Đó thì nó phải có những cái giá trị đó, rất là nhạy và rất là nhanh. Đó thì đó là mọi người có thể control và trong cái buổi tiệc chơi tại đó mọi người có thể trải nghiệm hết và điều khiển không dây hoàn toàn, không cần phải tới chiếc loa mà chúng ta cần chỉnh, rất là dễ dàng. Ví dụ không nghe nhạc nữa, ví dụ bài nó đang phát đi mà mọi người không muốn giảm volume đi mà muốn có điện thoại thì mọi người bấm mute một cái, tắt. Nhạc tắt hẳn luôn, là muốn nghe lại bật lên. Mọi người thấy thao tác nhanh không nè, mọi người nhìn đèn nha, cực kỳ nhạy đó. Mọi người thấy sướng không? Cái app nó hoàn thiện, đó là khả năng hoàn thiện của một hãng lớn mà những cái sản phẩm mà chất lượng á, thì nó sẽ có những cái trải nghiệm như thế này. Còn như các bạn xài mà nó bị đơ đơ, bị lắc, nó rất là khó chịu. Rồi, ở phía dưới này luôn cũng vậy nè, mọi người để ý giúp Vũ cái số 2 đi, số 2 dễ nhìn ha. Số 2 nó sẽ ba cái vấn đề là music instrument và off, mình sẽ chuyển đổi đây, nó có luôn mà, nó đâu có thiếu gì đâu. Mid instrument off, đó mọi người thấy nó chạy không? Mọi người control hết tất cả từ đây xong. Và cái tổng thể, rồi cái system EQ đại diện khu vực này nó nằm ở đâu thì nó sẽ nằm ở đây ha. Qua nè, line nè, đó music nè, mọi thấy rất là nhạy đúng không? Đó, hồi hộp là speak nè, ok off, ok. Mọi người thấy rất là dễ đúng không mọi người? Ok, như vậy là Vũ đã chỉ xong cái
khả năng mọi người control và điều khiển được cái loa này qua một thiết bị không dây rất là đơn giản, rất là nhanh, mượt mà, nó không có bị delay. Và khoảng cách chúng ta khả năng điều khiển con này lên đến 20m nếu ở không gian trống, mà những phòng, những không gian mà sống tốt nữa thì nó sẽ đạt được 25 đến 30m. Đó, mọi người có thể chơi rất là thoải mái, ngồi xa điều khiển mà không cần phải làm gì thích bát thích chép, muốn như thế nào chúng ta tùy cân chỉnh nữa. Rồi, và còn một cái nữa mình sẽ chỉ cho mọi người, đó chính là cái setup cho live. Cái này là dành cái phần hướng dẫn này á, thì Vũ xin phép được chia sẻ cho những anh chị mà mua về để tập hát, và những cái phòng trà, những cái quán phòng trà mà để cho hát acoustic thì sẽ lưu ý cái phần này, tập trung phần này, thì phần này nó đi đến phần chuyên nghiệp chứ không phải chúng ta hát karaoke. Nó có những tính năng này nên chúng ta phải khai thác hết thì chúng ta mới biết được cái giá trị của sản phẩm mà mình mua về. Rồi, ok, bạn là gần giúp mình nha. Mọi người bấm vào nút cài đặt. Thì nút cài đặt mọi người có thể được quyền đổi tên. Như đây là 18, ví dụ như là lo của Vũ đi. Đó, thì Vũ sẽ đổi là Vũ là 18. Ok, sau đó mình bấm sell. Thì cái lo này về sau cái Bluetooth nó sẽ thành cái tên đó luôn. Đó. Và ở đây nó có tính năng bật nguồn Phantom. Ở đây mọi người bấm bật lên. Nguồn Phantom. Đó. Ok. Đó mọi người ha. Phantom Power. Thì để dành cho những cái micro condenser. Và ở đây là Bluetooth Connect. Đó, các bạn có thể không? Mà thấy không? Là những nó nhớ được ai đã từng kết nối với lại, và nó có history, là những cái lịch sử mà đã kết nối với cái loa này. Rồi, nhưng mà cái đó không quan trọng là cái này. Đây là cái này. Mọi người nhìn cái này nha. Đó chính là channel 1, bạn quay gần lại xíu nữa đi. À, mình cầm cho bạn giữ nguyên đi để mình quay cho. Ok. Rồi, vậy mới rõ nè. Nãy nó hơi chói. Mọi người thấy không? Đấy, mọi người thấy chưa? Dễ hơn. Xài Vũ làm trên cái iPad này nên mọi người nhìn rất là đã. Ok. Rồi bây giờ quan trọng là cái này chính là cái channel 1. Cái channel 1 này á, thì á, mọi người ví dụ như là nó đại diện cho line 1 là hai cái đầu vào. Đó nha, mọi người lưu ý nha. Sau đó mình bấm vào channel 1, ví dụ Vũ đang xài mic đi. Rồi ok, mời bạn quay gần giúp mình xuống đây. Xuống đây. Rồi ok. Rồi đại diện nè. Đây mình đại diện. Đây là mình đang xài channel 1. Đó, ok. Ha, mình đang cắm lỗ này 6 ly, bạn ra xa tí xíu nữa. Rồi ok. Ok, mình đang cắm 6 ly. Và mình micro instrument, nó có hai cái. Ví dụ các bạn instrument, các bạn sử dụng những cái nhạc cụ như saxophone này nọ, tất cả mọi thứ, thì chúng ta chuyển qua chế độ instrument thì nó sẽ là EQ của cái nhạc cụ. Ví dụ bạn xác định cái instrument của line số 1 là cái cây guitar, hay là một cây saxophone, hay là một cái mic dành riêng cho saxophone, ví dụ gì đó. Chúng ta sẽ chọn nó và chúng ta sẽ vô đây. Hãng Bose đã tích hợp cái thon mắt ở trong đây. Nó rất là nhiều cái reset, những cái hãng lớn, những cái thiết bị, những cái nhạc cụ sẵn cho các bạn rồi. Việc của các bạn là mua về, lôi ra và chơi. Kỹ thuật là đảm bảo với mọi người là Bo đó làm sẵn, là những kỹ thuật chuyên sâu, họ đã đủ trình độ để họ làm sẵn reset này. Mọi người mà chỉ cần lôi ra chơi thôi, không cần phải ai cân chỉnh gì các bạn cả. Nó đã hay sẵn rồi. Đó, nó rất là sướng như vậy, chứ không cần phải chỉnh tới, chỉnh lui, chỉnh màu. Bạn thấy rất là nhiều không? Những cái đà toy lôi nè, quá trời nhiều luôn. Đó, rất là mọi người, cái nào mà trùng với cái sản phẩm mà mọi người đang có ở nhà, mọi người chỉ cần chọn thôi. Đó, ok, mình vừa lấy cái Toloi GS đi. Đó, rồi, nó đã chuyển. Rồi, thì bây giờ cái instrument này, tức là cái line mà mình, khi mà mình cắm cái cây guitar Toloi GS, mình chuyển qua chế độ instrument thì nó đã chỉnh và nó xử lý EQ cho đến chất âm đi theo cái hãng này luôn rồi. Chắc chắn là cái bô này được hay cái là họ sẽ liên kết với cái nhà hãng này và những sở trường họ hiểu, và họ sẽ cân chỉnh cái EQ theo cái hãng guitar này luôn. Rất là đỉnh. Đó, à, cái đó là một điểm hay và rất là đáng giá và đắt tiền ở trong cái con loa này. Rồi, thứ hai nữa là cái micro. Rồi ví dụ Vũ không muốn con này là sử dụng là micro nữa, mình lưu đi. Bây giờ mình lưu nó là số 1, nó nằm ở trên đây. Thì micro này là micro mình xài micro của Shure đi, và mình sử dụng là cái cây Beta 87 đi. Mình chọn Beta 87. Ok. Rồi, coi như là cái cây này hiện tại bây giờ đã được lưu là cây Beta 87. Rồi, nó đã nhớ rồi nha mọi người ha. Rồi, xong. Rồi, line 1 mình coi lại nè. Chọn chế độ mid là Shure Beta 87, chọn chế độ instrument là cây guitar, ví dụ đi. Xong. Về sau đó, nó đã lưu rồi mọi người, nhiệm vụ mọi người chỉ cần nè. Mid màu vàng thế này á là Shure Beta 87. Chọn xuống đây là cây guitar. Đó. Chọn xuống đây là bình thường, mọi người có thể cắm bất gì, mọi người nó sẽ trở về cái EQ mặc định. Đó, Brad. Đó, rất là hay đúng không mọi người? Thì ok. Đó, nói chung là những cái cơ bản mà Vũ đã chia sẻ hết cho mọi người tất tần tật về cái con loa này. Và
những cái ứng dụng mà mọi người sử dụng, thật ra một cái sản phẩm loa họ thiết kế ra, thật ra mọi người có thể ứng dụng rất là nhiều việc. Phòng trà nè, những cái bạn mà đi hát acoustic ở dĩa hè, hay là những cái quán chúng ta cần trình diễn, chúng ta cần phải một hệ thống dây rồm ra này nọ, thì ở đây họ đã làm sẵn hết rồi. Các bạn chỉ mua đúng cái sản phẩm như là micro, thì lựa những cái micro nào trong đây hãng nó làm sẵn, chúng ta mua vào, là kỹ thuật chuyên sâu họ đã chỉnh sẵn rồi, các bạn chỉ lo ra mà xài thôi. Thì chúng ta ứng dụng rất là nhiều thứ như quán bar rồi này nọ, các bạn có thể tùy quán gọn, tại vì nếu mà các bạn setup một phòng kia treo loa hơi nhiều và kinh phí cao, thì các bạn hãy chọn phương án này là về thương hiệu tốt nè, kinh phí vừa phải nè, rồi tính năng vừa ứng dụng được, đem lên lầu diễn, đem xuống đất diễn, hoặc đem ra ngoài giờ diễn, thì đó tùy theo chúng ta ứng dụng. Chúng ta khai thác ra một sản phẩm rất là nhiều, chúng ta biến tấu rất là nhiều thứ. Ok, khát nước quá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của Vũ. Và trước khi kết thúc video, thì Vũ xin cảm ơn tất cả khách hàng trước Tết vừa qua đã ủng hộ Vũ cái chương trình Pro 8 này rất là nhiều. Các bạn thấy clip là hàng về rất nhiều luôn, thật ra là giao hết toàn bộ luôn, đến vừa hôm qua cũng mới nhập hàng về, không còn cái nào luôn. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn tin tưởng, chọn Thiên Vũ là nơi mọi người có thể an tâm và mang lại giá trị lớn cho mọi người. Ok, và năm mới Vũ chúc mọi người, là cái quan trọng nhất chính là chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Xin chào mọi người, hẹn mọi người trong những video sau. Mọi người có thắc mắc hay là cần hỗ trợ kỹ thuật gì, mọi người hãy liên hệ đến cái hotline của bên Thiên Vũ, hoặc là có thể gọi điện trực tiếp để các bạn hỗ trợ cho mọi người. Xin chào, đừng quên đăng ký và ủng hộ like kênh channel Thiên Vũ nha. Bye.